đều màu và rạng rỡ là dấu hiệu cơ bản của vẻ đẹp. Mỗi năm, phụ nữ chi hàng triệu đô la để có được một làn da không thâm nám và nếp nhăn và trả lại cho làn da vẻ đẹp tự nhiên. Kem dưỡng có thể cải thiện da một cách tạm thời, nhưng nếu bạn thực sự quan tâm đến chăm sóc da, bạn nên cân nhắc về liệu pháp laser. Laser là giải pháp đã được chứng minh lâm sàng cho nhiều vấn đề phổ biến trên da. Cho dù bạn có những vấn đề cụ thể về da như nếp nhăn, một hình xăm không như ý hay thâm nám hoặc muốn cải thiện diện mạo tổng thể của làn da, không giống như kem dưỡng, laser sử dụng năng lượng ánh sáng để tập trung vào collagen hoặc những vết thâm nám dưới da, hoạt động từ trong ra ngoài để kích thích collagen, cải thiện nếp nhăn và tác hại của mặt trời. Thêm vào đó, laser là biện pháp an toàn để xóa vết xăm. Liệu pháp laser đã được ghi nhận bởi những nghiên cứu lâm sàng, kỹ thuật và khoa học qua hàng thập kỷ. Công nghệ quang âm là một biện pháp nhẹ nhàng để đẩy năng lượng ánh sáng tập trung sâu vào trong da mà không làm tổn hại bề mặt da. Ngày nay, Revlite là một thế hệ mới của công nghệ này, một loại laser đặc biệt, có thể sử dụng sức mạnh lớn chưa từng có, được sử dụng với mục đích thẩm mỹ trên toàn thế giới. Revlite an toàn cho mọi loại da và mọi màu da. Revlite là lựa chọn tối ưu để xóa hình xăm nhiều màu, trẻ hóa da, chống lão hóa và những vết thâm nám không mong muốn. Mỗi năm có hàng ngàn người xóa hình xăm của họ. Lý do thường là hình xăm không còn phù hợp với cuộc sống của họ. Laser có thể xóa bỏ hình xăm mà không làm tổn thương vùng da xung quanh. Kỹ thuật Revlite Q-Switch là loại laser tiên tiến nhất trong việc xóa hình xăm. Sử dụng công nghệ quang âm để phá vỡ mực xăm một cách an toàn sau một loạt liệu trình. Mặc dù hình xăm trông giống như một hình vẽ trên da, thực ra chúng là một chuỗi mực lắng đọng sâu trong lớp bì. Laser phát ra năng lượng một cách an toàn dưới da, làm rung và phân tách các sắc tố mực xăm. Revlite có đến 4 bước sóng khác nhau để nhắm đến những màu khác nhau của mực xăm. Theo thời gian, mực xăm bị phân rã và từ từ bị loại bỏ bởi quá trình tự nhiên của cơ thể. Ngay lập tức sau liệu trình, vết xăm sẽ tạm thời chuyển sang màu trắng. Sau một chuỗi liệu trình, vết xăm sẽ mờ đi. Revlite có một lịch sử lâu dài để loại bỏ hình xăm. Mỗi hình xăm là độc nhất vô nhị và cần một quy trình điều trị riêng. Hãy liên hệ với bác sĩ của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hầu hết những thứ chúng ta gọi là tổn hại cho ánh sáng thực ra là sự kết hợp giữa ảnh hưởng của lão hóa và phơi nắng. Đường nhăn, nếp nhăn và những mảng nâu là kết hợp của sự mất mát collagen và elastin do lão hóa và của những tác hại từ mặt trời. Laser hoạt động từ trong ra ngoài, năng lượng ánh sáng xuyên qua da mặt, tập trung vào cấu trúc hỗ trợ nằm dưới bề mặt da. Điều này kích thích sự sản sinh collagen, dẫn đến việc giảm nếp nhăn và cải thiện các đường nhăn. Liệu trình không cần chờ kết quả và không khó chịu. Thực tế, bạn có thể quay lại cuộc sống và công việc thường ngày ngay sau liệu trình. Liệu trình laser này lý tưởng với những người bận rộn, những người mong muốn có sự cải thiện rõ rệt, nhưng không muốn phải chờ đợi một thời gian dài để hồi phục. Thường gặp với những loại laser khác vốn dùng nhiệt để tái tạo bề mặt da. Công nghệ quang âm còn hiệu quả với những vết thâm nám, tập trung vào những đốm nâu gây ra bởi tác hại của mặt trời, tạo ra làn da không đều màu. Laser còn được chứng nhận lâm sàng về tác dụng trong việc giảm sẹo mụn. Đốm lão hóa là những đốm nâu trên da và cơ thể gây ra bởi việc tiếp xúc với tia UV, thường thấy ở những tháng hè. Những đốm này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên cơ thể, nhưng dễ thấy nhất là trên mặt, cổ, ngực và tay. Công nghệ quang âm nhẹ nhàng phá vỡ đốm sắc tố. Những sắc tố này sẽ từ từ bị loại bỏ trong quá trình tự nhiên của cơ thể. Đốm lão hóa sẽ nhạt dần sau mỗi lần điều trị và rồi mờ đi hoàn toàn. Liệu trình thường khá ngắn và số liệu trình cần thiết sẽ tùy theo mức độ của vết thâm nám. Đối với một số bệnh nhân, liệu pháp laser sẽ mang lại một làn da rạng rỡ. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về loại laser phù hợp với bạn.